chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hưng Yên chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, số hóa hồ sơ là việc quét dữ liệu có sẵn trên giấy nhằm chuyển dữ liệu từ dạng văn bản giấy sang văn bản điện tử. Đây là một quá trình tất yếu phải thực hiện để hình thành cơ sở dữ liệu lớn phục vụ cho việc chia sẻ, tái sử dụng giữa các bộ ngành địa phương. Tuy nhiên, ở nhiều xã của huyện Văn Giang, tỷ lệ số hóa còn ở mức thấp. Vậy những khó khăn mà huyện Văn Giang đang gặp phải là gì? Tất cả sẽ có trong tiểu mục Câu chuyện chuyển đổi số. Nếu quý vị và các bạn vẫn còn chưa biết lừa đảo cuộc gọi video deepfake là gì, cách nhận diện và phòng tránh ra sao, thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiểu mục Cẩm nang chuyển đổi số. Trước tiên sẽ là thông tin cập nhật về tình hình chuyển đổi số. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động ngày chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên và hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10 2023. Chủ đề: tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới. Các hoạt động ngày chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên và hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thời gian thực hiện: từ ngày 2 tháng 10 năm 2023 đến ngày 10 tháng 10 năm 2023. Với các khẩu hiệu: khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới, chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân, tạo lập và cung cấp dữ liệu hôm nay là kho tàng số dữ liệu tri thức cho các thế hệ mai sau. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố kết quả xếp hạng chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ICT Index năm 2022. Trong 17 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ có dịch vụ công, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch dẫn đầu xếp hạng chung năm nay với số điểm ICT Index là 0,8838 điểm. Về xếp hạng chỉ số ICT Index 2022 của 63 tỉnh, thành phố, Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu với chỉ số ICT Index là 0,9094 điểm. Tiếp theo là đến Cần Thơ và Quảng Ninh, tỉnh Hưng Yên đứng thứ 20 với 0,5072 điểm. Đến nay, tỉnh Hưng Yên có tỷ trọng kinh tế số chiếm 9,29% GDP, đứng thứ 23 cả nước. Trên địa bàn tỉnh, khoảng 420 doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là điện tử viễn thông, trên 3.000 doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến chuyển đổi số, hơn 16.700 tổ chức cá nhân tham gia các sàn thương mại điện tử lớn và uy tín, với hơn 200.000 sản phẩm và 13 triệu giao dịch. Hiện nay, tỷ lệ dân số của tỉnh có tài khoản thanh toán ngân hàng khoảng 86%. Các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục đều đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Mục đích xây dựng cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, đổi mới của đất nước, đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, tạo nguồn thu mới, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số. Mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí tỉnh đưa nội dung lên các nền tảng số, 100% cơ quan báo chí tỉnh sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động và vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, 100% cơ quan báo chí tỉnh tối ưu hóa nguồn thu, tăng doanh thu tối thiểu 20%. Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số vừa tổ chức phiên họp chuyên đề về giải pháp phát triển kinh tế số. Việt Nam là một trong những quốc gia có nền kinh tế số tăng trưởng nhanh ở khu vực Đông Nam Á. Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trên GDP năm 2022 là 14,26%. Tỷ lệ thuê bao điện thoại thông minh trên tổng số thuê bao di động là 78%. Tại phiên họp, các đại biểu đã bàn nhiều giải pháp để đạt mục tiêu chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là kinh tế số chiếm tối thiểu 20%, kinh tế số tăng trưởng gấp 3-4 lần tăng trưởng GDP. Thưa quý vị và các bạn, việc số hóa hồ sơ đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai nhằm xây dựng chính quyền điện tử chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều địa phương ở huyện Văn Giang còn gặp nhiều khó khăn, khiến cho tỷ lệ số hóa còn ở mức thấp của tỉnh. Từ đầu năm đến nay, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang giải quyết hơn 3.100 thủ tục hành chính, nhưng mới chỉ số hóa kết quả giải quyết được hơn 1.500 hồ sơ, đạt tỷ lệ chưa đến 50%. Công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính ở đây vẫn phải mang đầy đủ các loại giấy tờ gốc mà chưa có thói quen dùng căn cước công dân và ứng dụng VNeID để tra cứu thông tin.
Một trong những lý do khiến cho tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả hồ sơ còn thấp là sự khó khăn về máy móc, trang thiết bị. Hầu hết máy tính ở bộ phận một cửa đều có cấu hình thấp, đã được trang bị nhiều năm nay. Máy scan cũ không thể scan được giấy khổ lớn. Cùng với đó, hệ thống đường truyền thường xuyên bị nghẽn mạng. Việc chờ đợi lâu khiến cho người dân chưa hào hứng với việc số hóa. Có lần tôi đến giao dịch do cái đường truyền của mạng nó không ổn định thì cũng có lúc phải chờ đợi, cũng là tốn thời gian. Bộ phận một cửa của xã Tân Tiến cũng gặp rất nhiều khó khăn. Lượng giao dịch thủ tục hành chính trên địa bàn xã thì rất là lớn. Cái nhiệm vụ này nó mang tính chất là mới. Ngày xưa chỉ đến hồ sơ giấy là xong, tuy nhiên thì bây giờ một thủ tục đang thực hiện song song cả việc tiếp nhận hồ sơ giấy và cả trên môi trường điện tử. Chính vì vậy mà lượng công việc nó đang gấp đôi, cái này là cũng là gánh nặng cho anh em. Hệ thống máy móc có lỗi về mạng, lỗi về đường truyền dẫn đến cái việc chậm trễ. Tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang cũng gặp nhiều khó khăn trong việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Trong gần 1.000 hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ đầu năm đến nay, xã mới chỉ số hóa được 300 trường hợp, đạt tỷ lệ 30%. Khó khăn được địa phương đưa ra là cán bộ tại bộ phận một cửa còn thiếu, chủ yếu là kiêm nhiệm. Nhưng có lẽ khó khăn lớn nhất là tâm lý ngại thay đổi, thói quen sử dụng giấy tờ truyền thống đã ăn sâu trong nếp nghĩ của cả cán bộ và người dân địa phương. Đội ngũ cán bộ công chức hiện nay cũng gặp nhiều khó khăn, từng bước được đào tạo bổ sung kiến thức thêm theo giai đoạn từng thời kỳ và từng cái nhiệm vụ cụ thể, chứ chưa được đào tạo chuyên sâu. Chính vậy là trong quá trình tổ chức thực hiện thì nó cũng còn có một số vướng mắc nhất định. Huyện Văn Giang là một trong những địa phương có tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân thấp nhất tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm, tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận của huyện mới chỉ đạt 58% và tỷ lệ số hóa kết quả hồ sơ mới chỉ đạt 40%. Nhiều địa phương tỷ lệ số hóa rất thấp, không quá 30%, như xã Vĩnh Khúc, Nghĩa Trụ, Xuân Quan, thị trấn Văn Giang. Cá biệt có xã Cửu Cao mới chỉ đạt 18%. Thời gian gần đây, kết quả này đã được cải thiện với tỷ lệ số hóa kết quả hồ sơ quý 3 2023 là trên 80%. Tuy nhiên, để xây dựng được dữ liệu lớn, đồng bộ, cần phải có quá trình số hóa lâu dài, toàn diện và tổng thể. Hầu hết cán bộ trực một cửa ở huyện Văn Giang đang là thực hiện là kiêm nhiệm. Ngoài cái việc trực một cửa ra còn phải làm rất là nhiều các công việc khác nên là cái việc số hóa hồ sơ còn cũng gặp nhiều khó khăn và hạn chế. Máy scan A3 là chưa có. Ví dụ như lĩnh vực đất đai, cái giấy cấp quyền sử dụng đất nó là khổ A3, B4 nên là chưa scan được. Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính là một quá trình tất yếu phải thực hiện để hình thành cơ sở dữ liệu lớn, phục vụ cho việc chia sẻ, tái sử dụng ở các bộ ngành địa phương. Từ đó, thay đổi thói quen của người dân và cả cơ quan nhà nước, từ sử dụng giấy tờ truyền thống sang khai thác và sử dụng có hiệu quả trên môi trường mạng. Nó là nhiệm vụ bắt buộc trong tiến trình chuyển đổi số nền hành chính, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, văn minh, hiện đại. Lừa đảo cuộc gọi video deepfake. Deepfake đang là một mối đe dọa đối với sự trung thực và tin cậy của video về hình ảnh. Các đối tượng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để tạo ra những video hoặc hình ảnh giả, sao chép chân dung để tạo ra các đoạn video giả người thân, bạn bè để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo trực tuyến. Phần lớn hình thức lừa đảo trực tuyến này nhắm tới việc lừa đảo tài chính, nên khi người dân nhận được các cuộc gọi liên quan đến các nội dung về tài chính thì nên tỉnh táo xác nhận thêm. Dấu hiệu nhận biết. Thời gian gọi thường rất ngắn, chỉ vài giây. Khuôn mặt thiếu cảm xúc và khá trơ khi nói, hoặc tư thế trông lúng túng, không tự nhiên, hoặc là hướng đầu và cơ thể trong video không nhất quán với nhau. Màu da của nhân vật trong video bất thường, ánh sáng kỳ lạ và bóng đổ không đúng vị trí. Điều này có thể khiến cho video trông rất giả tạo và không tự nhiên. Âm thanh cũng là một vấn đề có thể xảy ra trong video. Âm thanh sẽ không đồng nhất với hình ảnh, có nhiều tiếng ồn bị lạc vào clip hoặc là clip không có âm thanh. Ngắt giữa chừng, bảo là mất sóng, sóng yếu. Yêu cầu chuyển tiền mà tài khoản chuyển tiền không phải của người đang thực hiện cuộc gọi. Biện pháp phòng tránh. Theo đó, nếu nhận được một cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền gấp, trước tiên hãy bình tĩnh và xác minh thông tin. Liên lạc trực tiếp với người thân, bạn bè thông qua một kênh khác xem có đúng là họ cần tiền không. Kiểm tra kỹ số tài khoản được yêu cầu chuyển tiền. Nếu là tài khoản lạ, tốt nhất là không nên tiến hành giao dịch. Nếu cuộc gọi từ người tự xưng là đại diện cho ngân hàng, hãy gác máy và gọi trực tiếp cho ngân hàng để xác nhận cuộc gọi vừa rồi có đúng là ngân hàng thực hiện hay không. Các cuộc gọi hay video có chất lượng kém, chập chờn là một yếu tố để bạn nghi ngờ người gọi
cũng như tính xác thực của cuộc gọi. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung nhận diện lừa đảo của gọi video deepfake đã khép lại chuyên mục Hưng Yên chuyển đổi số ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn sự đồng hành của Viettel Hưng Yên. Quý vị có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.